Giờ cô giáo còn chào các phụ huynh bạn tự giới thiệu qua tên là Chất Tuấn Khôi à, lớp 3 và giới thiệu lại từ nên con xin thuyết trình về dự án đẳng cấp trên lớp 3. Dự án này có các nhân vật là giúp giới thiệu các phép tính nhân vật C và các thử thách trong game. Khi bấm vào Khi nút cầm vào nút bản nhân thì sẽ hiện ra 20 phép tính nhân. Nếu con trả lời đúng thì còn nếu con trả lời sai thì nó sẽ nó sẽ sao để con nhỉ? Khi trả lời sai thì phép tính ấy nó sao nhỉ? gây ra tiếng sai và bảo là sai. Bấm Nếu vào ngôi nhà. chưa có một ngôi nhà thì nó chuyển sang nền có ba nút. Như là bệnh nhân, bạn chia và thử thách. Bạn chia thì nó có 10 phép tính chia. Nếu mà con chọn đúng hoặc sai thì nó cũng như của bảng nhân. Nếu có vào thử thách thì nó sẽ có một cái đường đua. Wow. Thắng luôn hả? Nó đi nhầm. Nếu mà điểm của con bằng không, nếu mạng của con bằng không thì con sẽ thua. Còn nếu là nếu con được 10 điểm thì con sẽ con sẽ thắng. Hoặc nếu là con quái vật mà trả lời đúng thì nó sẽ thắng. Wow, phép thì khó như vậy luôn. Yeah. Rồi, cái nút màu đỏ ấy nó có thoát ra không con? Bấm vào nó có thoát ra không? Wow, thoát ra luôn rồi, ok. Rồi, con có thử chơi thua cô xem nào, khi nào thì mình sẽ thua nhỉ? À, lại thắng luôn. Em mà con gấu là thua đúng không con? Gấu và cái xương rồng là thua. À thế thì con đâm thử đi để xem nó có thua không nào. À nó, đầu tiên là nó trừ mạng đã đúng không? Vâng ạ. Ừ rồi. À thôi Nếu chắc con lại gặp con này rồi. Ơ trả lời nếu sai đi con. Lần này con trả lời sai đi nè. Rồi bạn đã thua cuộc. Ok, rồi hay quá trời hay luôn. Thế khi nào thì cái con quái vật ấy nó xuất hiện hả con? Khi nào con quái vật ấy nó xuất hiện? nếu Con bấm vào con quái vật đi. Rồi, khi nhận hỏi quái vật như khi nào thì nhận hỏi? À, đây, mình đến không quan khi tìm đang chạm. khi tới điểm thì âm áo khi vô chín thì đi tới lớp phía trên cùng ẩn tận lấy ngẫu nhiên từ 10 đến 30 giây hiện bảo vệ cho đến khi đang chạm không có được cái xe tiểu yêu lượng kết hợp cùng âm với tốc độ thì các tin hỏi quái vật. Trời, ok. Nếu họ có vật thì hỏi là tám mốt chia chín trừ 27 chia 3 rồi nhân với 1 thì bằng bao nhiêu. Nếu câu trả lời bằng không thì anh thích cậu Alex và
Rồi, chúc mừng bạn đã chiến thắng. Ừ. Còn nếu trả lời sai, đều không được thích. Còn khi còn nếu trả lời sai thì phát âm thanh lâu rồi nói bạn đã thua cuộc và đã phân thành game over. Ok Ừ. rồi, rất là tốt. Thế câu hỏi Tuấn Khôi một chút nữa là sao Tuấn Khôi tự dưng lại có ý tưởng làm cái game đường đua này, con chơi game à hay là sao? Còn Xem ở trên YouTube. đã không có tự nghĩ ra. À rồi, ok rồi, rất là tốt luôn. À, Tuấn Khôi còn có chức năng hay là nhân vật nào muốn giới thiệu nữa không? Con có muốn giới thiệu nhân vật nào nữa không? Nhân vật nào mà tâm đắc muốn giới thiệu không? Nhân vật là cái xe ô tô đi thế nào? Là cái À hay cái đường đúng không? Cái đường là cái làm mãi mới được đúng không? Rồi lấy giới thiệu nhân vật đường của xe nào? Xem con vâng ạ. à, xem con lập trình. Con biết là con bị nhầm ở chỗ nào mà mãi nó không đi được chưa? À, Biết nhầm ở câu nào nhầm cái chỗ không? có Thay đổi y, thay vì việc là đặt y đúng không? Thì mình phải thay đổi nó đúng không? Còn mình đặt nó là mình gán cho nó một cái giá trị thì nó sẽ đứng yên, thì nó sẽ không ra không di chuyển được đúng không? Phải thay đổi nó để nó đi xuống dưới à, thì nó vâng mới ạ. di chuyển được. Rồi ok. À, con còn muốn giới thiệu gì nữa không? Dự án này con còn muốn giới thiệu gì nữa không? Thế nếu như Tôi mà muốn giới có thiệu thêm là thời về gian, cái cây hả? Muốn giới thiệu lập trình cái cây hả? nếu con làm cho cái chạy nếu con ấn nút cho nó thế lên thì cái cây nó cũng tự Di đi, chuyển. nó cũng đi luôn. Rồi ok, cái cây nó cũng di chuyển. Rồi, thế ví dụ như là cho Tuấn Khôi thêm khoảng 2 tuần nữa chẳng hạn, thì Tuấn Khôi muốn làm thêm chức năng gì trong cái dự án này, thì con định phát triển dự án của mình như thế nào nữa? Nếu mà hôm nay chưa thuyết trình mà 2 tuần nữa mới thuyết trình thì con sẽ làm thêm cái gì nữa nào? Nghĩ ra chưa? Có định phát triển Con cho thêm nhiều chướng ngại vật khác à? vào mấy cái cộng điểm trừ điểm không? Rồi ok đúng Thêm rồi, mấy mình sẽ điểm. tăng độ khó của cái phần thử thách lên. Rồi và cái phần phần phép tính là con mới làm phần đúng sai và chuyển trang phục, chưa có phần tính điểm cho các phép tính đúng không? À, vâng ạ. Rồi ok không sao cả, dự án này cô thấy con làm khá là tốt rồi. À, Minh Anh nào, cô mời Minh Anh nhận xét nào. Anh nghĩ là bài của bạn rất là hay và rất là không thể tưởng tượng được Không thể tưởng và bạn lấy làm mấy cái kiểu và mấy cái đấy rất là khó nhưng mà bạn ấy vẫn làm được. ồ, không hiểu tại sao bạn ấy làm được. Trời, con nghĩ là mấy cái đấy khó. À, đúng rồi, nó khó Minh Anh ạ. Mẹ à, con thấy bài của bạn cũng rất là tốt, nhất là phần thử thách, nhưng mà con nghĩ là kiểu là nếu mà đổi thành phông nền này là cái phông nền nền mà đang ở cái là cái phông nền đang ấy đang là cái phông nền mình đang nhìn ấy thì là phải ẩn cái này nè, ẩn cái này nè, ẩn cái đấy đi, con nghĩ là phải ẩn vì là không cần người nói nữa, À, cái thoát cái đấy là chỉ vào ra trong phần thử thách hả? thôi, cái đấy chỉ ở phần thử thách thôi. À, cô còn có một phát hiện ra nữa là Tuấn Khôi bấm vào bảng nhân đi, Tuấn Khôi bấm vào bảng nhân đi. Bạn nhân bấm đi. Hoặc bấm vào bảng chia cũng được. Rồi, cái vị trí của ngôi nhà ấy Tuấn Khôi, ngôi nhà nó che mất phép tính rồi Đúng rồi, con cũng kìa. quên mất, con quên mất Để cái ngôi đấy nhà xuống hơi dưới. vướng. Để ngôi nhà Con xuống quên dưới nói thì là nó kết cái hợp đấy với hơi vướng cô nhau. ạ, con quên hơi Rồi vướng. Minh Anh có phát hiện Con quên mất. gì nữa không nào? Rồi suy nghĩ tiếp nhá.
An Khánh nào, cô mời An Khánh nhận xét bài của Tuấn Khôi nào. An Khánh vừa rồi có xem bài của Tuấn Khôi không? chưa? Em không, mà em đang tập trung vào bài. Ôi, bài của con hoàn thiện rồi mà, con còn tập trung làm bài gì nữa? Con nghĩ Ôi, là tập trung nhận ra là con. tại vì mấy câu điểm của con chưa làm được cô. À rồi, còn còn bảng chia chưa làm đúng không? Vâng ạ. À, Chưa làm con nghĩ là rồi. con nhận ra rồi. Cái siêu tô hơi kỳ, con nghĩ là cái siêu tô hơi À, kỳ. không Chắc là sao. siêu tô kiểu Vâng. à, mà kiểu à như thế này ấy, mà mình không, mà mình đang nhìn ở phần đằng trước ấy, phần phần trên của nó ấy, Rồi, con nghĩ là như vậy ấy. ok, thôi được rồi, để Hơi sau buồn cười, thôi sẽ chỉnh hơi lại kỳ. nha. Cái Rồi đấy cô là con làm cho nó nhận biết được có cái gì đằng trước với đằng sau. mời. Ừ, đúng rồi. Mà cái phần xe ô tô đấy buổi sau Tuấn Khôi với Minh Anh sẽ trao đổi tiếp nhá. À, cô mời Tuấn Khôi kết thúc bài thuyết trình của mình nào, để cho An Khánh còn thuyết trình không muộn nào. Con cảm Chưa ơn mua bà ấy còn đóng nữa. mọi người đã nghe bài thuyết trình của con. rồi cô xin nhận xét bài thuyết trình của Tuấn Khôi. Thứ nhất là về phần lập trình, cô cực kỳ khen và đánh giá cao Tuấn Khôi ở trong cái dự án này, bởi vì là các chức năng của bảng hiệu chương thì con làm rất tốt, và cái phần sáng tạo của cái thử thách này cũng rất là hợp lý, và cô cũng không nghĩ ra là mình có thể là làm một cái phần thử thách với cái cuộc đua rất là hay và thú vị như thế, một chiếc xe ô tô để vượt qua các chướng ngại vật và vẫn có những cái thử thách liên quan đến phép tính của bản chủ trương, và cái phép tính con đưa ra là một cái phép tính kết hợp cũng khá là phức tạp. À, và cái phần vượt chướng ngại vật để trừ mạng con cũng làm rất là tốt, còn lập trình được cả hai cái cây ở ven đường và cái đường đua để cho nó di chuyển. Thực ra thì với cái khóa học này chúng ta chưa học quá nhiều về cái nhân vật và cái chuyển động, và cô cũng không không có hướng dẫn các bạn theo cái hướng đó, bởi vì là nó sẽ hơi là quá sức với các bạn ở cái khóa học này, nhưng mà cô rất là khen con đã tự làm và tự tìm hiểu, gần như là không không có sự trợ giúp của cô, chỉ quá khó một chút thì con mới phải hỏi thôi, nên là cô rất là khen con và cô mong con là tiếp tục phát huy cái tinh thần tự học và sáng tạo để sau này có nhiều dự án thú vị hơn nữa nha Tuấn Khôi nhá. Rồi, và cái phần thuyết trình hôm nay thì cô thấy Tuấn Khôi cũng đã làm rất là tốt cái phần thuyết trình so với những buổi khác. Thì con à, buổi thuyết trình trước thì cái dự án này con thuyết trình có sự tiến bộ rất là nhiều, và cái dự án này có lẽ là con cũng rất là tự tin, nên là con thuyết trình rất là lưu loát, rất là trôi chảy, giới thiệu đầy đủ rõ ràng các chức năng, những cái thành phần ở trong dự án của mình. Bài thuyết trình này cô đánh giá cao con là một cái bài thuyết trình rất là thành công. Ồ, cô cực kỳ khen Tuấn Khôi ở cái dự án này và mong con tiếp tục cố gắng và phát huy hơn nữa nhá Tuấn Khôi nha. Dạ vâng ạ. Ừ, rồi ok rồi, thì cô sẽ tắt phần chia sẻ của con nhá.